Trong tập trước, mấy người vừa thoát khỏi nguy hiểm, Hạ Tuyết thì bắt người. Anh dám cản trở thi hành công vụ, tin hay không tôi sẽ xử lý anh trước. Tôi không tin, cô thử xem. Nam Cung Vũ mặc dù đánh không lại nữ nhân này, nhưng cũng không sợ, phía sau hắn là Nam Cung gia. Tiểu Vũ, cậu cứ để Tuyết Xuân tự lựa chọn đi. Được rồi, tôi nghe lời sư phụ. Nam Cung Vũ mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng Vương Đức Phát mở miệng, nhất định phải cho cái mặt mũi này. Một bên Hạ Tuyết cũng là giật mình, lần đầu tiên thấy Nam Cung Vũ kiêu ngạo ngoan ngoãn như vậy. Vương Đức Phát nói gì thì hắn làm vậy. Còn có cô, Hạ Tuyết. Có, khi nghe Vương Đức Phát gọi mình, Hạ Tuyết còn đang suy nghĩ lung tung, vô thức liền ngoan ngoãn đáp một tiếng. Làm cái gì? Nếu Đường Tuyết Xuân không muốn về Vân Thành với cô cũng không được ép buộc cô ấy. Hừ, sao tôi phải nghe lời anh? Tôi không phải đồ đệ của anh. Nếu cô ấy không muốn, không ai có thể đưa cô ấy đi. Tôi nói rồi, Vương Đức Phát hiếm khi bá đạo, gặp cô ấy rồi nói. Nếu cô ấy tự vệ thì tốt, chỉ cần quay về làm rõ, sợ cái gì? Vương Đức Phát cũng không cùng cô tiếp tục nói chuyện này, lại nói với hai người, điều thứ hai, thân phận của tôi, các người tuyệt đối không được tiết lộ, nếu không, hậu của các người tự biết. Ha ha, sư phụ, nếu tôi dám tiết lộ danh tính của anh, tối nay sẽ không tìm người khác đóng giả nữa. Nó có vui không? Vương Đức Phát lập tức nhìn hắn một cái, để hắn tự mình từ từ trải nghiệm. Cắt, vẫn là câu đó. Sao tôi phải nghe lời anh? Cô không nghe thử xem. Ánh mắt của Vương Đức Phát lập tức lóe ra sát khí. Thân phận của tôi là bí mật Bắc Kinh. Ai dám tiết lộ, tôi nhất định sẽ tự tay giết hắn. Hạ Tuyết lập tức dùng mình một cái. Tối nay đã thấy bản lĩnh của Vương Đức Phát, cô nào còn dám kiêu ngạo? Hừ, muốn tôi không tiết lộ cũng được, trừ khi anh giúp tôi giải quyết mấy vụ này. Tôi không có ý định mặc cả với cô. Anh, Vương Đức Phát một câu tức giận, Hạ Tuyết tức giận dậm chân. Vậy sư phụ, tôi có thể thương lượng với anh đi. Anh đã hứa với tôi sẽ dạy tôi mấy chiêu, còn bao gồm chiêu khống hạ bắt rồng. Không được. Vì sao? Anh lại là Chiến Lang Vương, đỉnh thiên đại anh hùng, không thể nào nuốt lời chứ. Tôi có không? Vương Đức Phát buồn cười. Trước đây không phải đã nói cậu cho tôi hợp tác kỹ thuật đó, tôi sẽ dạy cậu võ công, nhưng cậu đã đưa nó cho tôi chưa? Đây, Nam Cung Vũ là biểu tình ngốc rồi. Lúc đó hai người đã nói như vậy, nhưng hắn tự cho là thông minh đem hợp tác trực tiếp giao cho Tần Minh Nguyệt, thật sự không cho Vương Đức Phát. Này này, sư phụ, anh không thể chơi chữ với tôi. Không phải đều giống nhau sao? Làm sao có thể giống nhau? Giống như tiền riêng giấu trong túi chồng và giao vợ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa bây giờ tôi không có thời gian dạy cậu, nếu không chỉ có thể để đồ đệ chiêu chọc sư phụ, sư phụ không thể dạy dỗ đệ tử. Không rảnh, làm sao có thể không rảnh? Bây giờ anh dạy cũng được. Ngay ở đây, nhìn thấy Nam Cung Vũ kích động, Hạ Tuyết cũng một hồi không nói nên lời. Là phế vật đại thiếu võ công vụn vặt, tinh thần học võ lại rất cao, ở nơi đầy xác chết này, hắn còn có tâm tư học võ công. Lần sau có cơ hội lại dạy cậu. Đi thôi, đi gặp Đường Tuyết Xuân trước đã. Sáng hôm sau, Nam Cung Vũ liền đưa Vương Đức Phát và Hạ Tuyết đến một khách sạn hạng sao. Nơi này đương nhiên lại là sản nghiệp của Nam Cung gia. Đường Tuyết Xuân tạm thời định cư ở đây. Tôi nguyện ý đi theo trở về. Sau khi Đường Tuyết Xuân biết thân phận và mục đích của Hạ Tuyết, đưa ra quyết định ngay. Này, Tuyết Xuân, nếu cô không muốn quay về, tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô. Cô không cần sợ cô ta, là tôi tự muốn quay về. Vương Đức Phát gật đầu, tôn trọng quyết định của cô ấy. Nam Cung Vũ cũng không có cách nào, phải về thương lượng với mẹ. Vị hôn thê này có cần phải cưới không? Cô ta có gì đặc biệt? Có thể tiến vào Nam Cung gia. Tiểu Vũ, chuyện thẩm vấn người phụ nữ kia giao cho cậu rồi, có tin tức gì thì nói cho tôi biết. Vương Đức Phát vỗ vai Nam Cung Vũ, yên tâm đi. Sư phụ, đây là trò tôi giỏi nhất, đặc biệt là phụ nữ. Ha ha, mắt Nam Cung Vũ lóe lên một tia ý niệm không tốt. Nói xong chuyện quan trọng, Vương Đức Phát nói với Đường Tuyết Xuân, đi thôi, tôi sẽ cùng cô trở về Vân Thành. Đường Tuyết Xuân gật đầu, ánh mắt nhìn Vương Đức Phát rõ ràng khác với nhìn người khác. Vương Đức Phát cũng không để ý nhiều, dù sao trong mắt anh, phụ nữ chỉ có sự khác biệt giữa Tần Minh Nguyệt và những phụ nữ khác. Đêm hôm đó, ba người liền lên máy bay trở về Vân Thành. Vương đại ca, cảm ơn anh đã cứu tôi ở nước ngoài và còn giúp tôi. Sau này chúng ta có thể giữ liên lạc không? Tôi đã coi anh như một người bạn tốt rồi. Tất nhiên có thể, Vương Đức Phát vui vẻ gật đầu. Sau vài lần gặp mặt, anh phát hiện nhân phẩm của nữ nhân Đường Tuyết Xuân này vẫn rất tốt, đáng để kết bạn. Hạ Tuyết lại ở bên cạnh tức giận, người ta đều có vợ rồi, cô nên cẩn thận khi trở thành bạn tốt với anh ta. Đường Tuyết Xuân lúc này có chút xấu hổ, vẻ mặt càng có chút mất mát. Sau khi chia tay với Vương Đức Phát, vẻ mặt Hạ Tuyết vẫn rất phức tạp. Thật ra sau khi cô biết Vương Đức Phát chính là Bắc Kinh Chiến Lang Vương, rất muốn kết bạn với Vương Đức Phát, sau đó hỏi anh võ công và thiện xạ và cầu xin anh ta giúp mình giải quyết vụ án. Dù sao đó cũng là nhân vật lợi hại hơn đại đội trưởng Diệp. Đường Tuyết Xuân là một nữ nhân, hiểu rõ Hạ Tuyết hơn Vương Đức Phát, không nhịn được hỏi, Hạ tiểu thư, cô sẽ không thích Vương đại ca chứ? Cái gì? Hạ Tuyết lập tức như bị điện giật. Cô ở đây nói chuyện điên rồ gì vậy? Người tôi ghét nhất chính là hắn ta. Không sai, cho dù đàn ông trên đời chết hết, tôi cũng không thể thích hắn ta. Đường Tuyết Xuân chỉ ồ một tiếng, rồi cười cười, không tiếp tục nói nữa. Hừ, cô đừng nói nhảm nữa, quay về để tôi lấy khẩu cung. Bên kia, Tần Minh Nguyệt trở về Vân Thành, cô ấy đã nhận được tin tức, Lam Dung đã hợp tác với các cổ đông khác, bắt đầu điên cuồng bán tháo cổ phiếu tập đoàn Thiên Cương. Cổ phiếu tập đoàn Thiên Cương chặn đầy 4 ngày liên tiếp. Tần Minh Nguyệt và trên dưới Tần gia cùng nhau cả đêm đang nghĩ cách. Tần Minh Nguyệt càng là cả đêm dặn dò Hạ Tiểu Điệp, sắp xếp một cuộc họp báo vào sáng mai, cần phải làm rõ khủng hoảng phá sản, tăng cường niềm tin của các bên đối với tập đoàn Thiên Cương để có dòng tiền mới, có cơ hội lật ngược tình thế. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Minh Nguyệt liền chạy đến hiện trường buổi họp báo. Trên đường, nhận được điện thoại của Trần Ái Lang. Minh Nguyệt, ta nghe nói tập đoàn Thiên Cương gần đây tình hình rất không tốt, nó có ảnh hưởng đến công việc của con không? Tần Minh Nguyệt cười khổ, may mà Trần Ái Lang còn chưa biết thân phận thật sự của cô, con tưởng cô là giám đốc điều hành của tập đoàn Thiên Cương, nếu không sợ là sẽ lo lắng hơn. Mẹ, yên tâm đi, tập đoàn Thiên Cương nhất định sẽ không phá sản, ta cũng mong là như vậy. Trần Ái Lang gần đây luôn xem tin tức liên quan, ngoài ra còn có bình luận xuyên suốt. Dù là nhìn thế nào, tập đoàn Thiên Cương lần này đều rất khó khăn. Minh Nguyệt, xin lỗi, mẹ cũng không giúp được gì cho con. Nếu không như vậy, ta nấu súp để Nhược Tuyết mang qua cho con nhớ chăm sóc sức khỏe của mình nhé.
Tần Minh Nguyệt lại là một trận cảm động, nhưng cô không có thời gian để nói chuyện với Trần Ái Lan quá nhiều, chỉ là nói một câu biết rồi, vội vàng cúp điện thoại. Bên kia, Vương Đức Phát cũng nhận được điện thoại của mẹ, nói chuyện cũng là cuộc khủng hoảng lớn của tập đoàn Thiên Cương, bảo anh ấy chăm sóc tốt cho Minh Nguyệt. Mẹ vừa tắt máy, chị gái cũng gọi đến. Đức Phát, nhà Minh Nguyệt còn cần tiền không? Nếu không chị sẽ nhanh chóng bán cửa hàng, đưa tiền cho em ấy đi. Mặc dù chỉ là một giọt nước, nhưng Minh Nguyệt là vợ Lâm gia chúng ta. Lâm gia chúng ta phải cố gắng hết sức để giúp cô ấy. Nghe được lời của Lâm Nhược Tuyết, Vương Đức Phát cảm thấy rất ấm áp. Chị, yên tâm đi, Minh Nguyệt là vợ em nhất định sẽ che mưa gió cho cô ấy. Đức Phát, em có cách. Nghe Vương Đức Phát nói vậy, Lâm Nhược Tuyết có chút không thể tin được. Ừ, tóm lại có em ở đây, sẽ không để cho Minh Nguyệt ngã xuống. Vương Đức Phát cũng không giải thích được nhiều. Sau khi kết thúc điện thoại, lập tức gọi cho Đỗ Nguyệt. Đại ca, tôi đã thành lập công ty cho anh từ lâu rồi. Hôm nay khi thị trường mở cửa, cổ phiếu của tập đoàn Thiên Cương nhất định sẽ tăng lên. Được, tôi tin cô. Có câu trả lời của Đỗ Nguyệt, Vương Đức Phát yên tâm rất nhiều, nhưng vẫn nhanh chóng đến hiện trường họp báo của tập đoàn Thiên Cương. Lúc này, ở hiện trường buổi họp báo, trực tiếp vẫn chưa chính thức bắt đầu. Xung quanh có rất nhiều phóng viên, ngoài ra còn có một nhân vật của công ty lớn. Tần Nhược Hàm và Hạ Tiểu Điệp cũng đến hiện trường sớm. Nghe được người ở hiện trường đều đang bàn luận về sự phá sản của tập đoàn Thiên Cương, một mảnh nói xấu tập đoàn Thiên Cương, trong lòng họ cũng rất không vui. Tần Nhược Hàm thậm chí nhiều lần muốn lý luận với những người này, nhưng đều bị Hạ Tiểu Điệp giữ lại. Vẫn là chờ chị gái cô xử lý đi. Cô ấy nhất định có thể lật ngược tình thế. Tam tiểu thư xin hãy tin cô ấy. Tần Nhược Hàm gật đầu. Cô cũng từ nhỏ đã sùng bái chị gái, rất nhiều chuyện cô không xử lý được, đến trước mặt chị gái thì không thành vấn đề, nhưng lần này sự việc quá lớn, tình hình cũng quá tệ. Cho nên Tần Nhược Hàm trong lòng cũng không biết. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.